chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề có cái diện tích trên sổ đỏ từ 30m2 trở lên và có cái giá chào bán là chỉ từ 600 triệu đồng. Thì là hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một cái vị trí dự án mới của bên em ở Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Và hiện tại em đang đứng trước vị trí của cái căn nhà này đây. Mọi người có thể quan sát, nhà được thiết kế là 4 tầng, ngõ trước nhà là 2m, diện tích của căn nhà này là 33m2 trên sổ đỏ và diện tích xây dựng thực tế là 34m. Hiện tại em đang đứng ở phía trước của căn nhà, xin mời mọi người đi theo em. Phía bên ngoài của căn nhà đã được ốp lát gạch, mọi người có thể quan sát luôn. Đây, và hiện tại em đứng ở phía cửa chính của ngôi nhà đây. Cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế 2 lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là cửa kính. Đó, rất là an toàn và chắc chắn đúng không ạ? Xin mời mọi người vào phía phòng khách cùng em nhé. Căn nhà này đang được hoàn thiện đến 95% rồi. Còn 5% là dọn dẹp để chờ mọi người về ở thôi. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người ở đây một cái vị trí mới là ở Huyền Kỳ. Với cái giá chào bán là 1 tỷ 650 triệu. Thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Và đây là em đang đứng ở phía phòng khách và phòng bếp đây. Hơi bừa bộn một chút thì em sẽ quay qua thôi nhé mọi người ơi. Phía căn bếp của ngôi nhà này, phòng bếp là được thiết kế là gỗ sồi. Cũng có đầy đủ hệ thống vòi rửa và chậu rửa inox 304. Và ở phía tầng 1 là có một nhà vệ sinh. Tiếp theo xin mời mọi người lên tầng 2 cùng em ánh nào. Ở đây là tay vịn cầu thang là được làm bằng gỗ lim Nam Phi. Và cổ bậc cũng như là mặt bậc là được thiết kế bằng gạch đá granite loại 1, hàng tiêu chuẩn luôn. Xin mời mọi người lên phía tầng 2 của căn nhà. Tầng 2 của căn nhà là được thiết kế là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh, rất là rộng rãi. Đây ạ, 2 phòng ngủ đây. Mọi người có thể nhìn thấy luôn, phòng ngủ là được mở cửa sổ ra rất là thoáng. Cửa sổ thì được thiết kế 2 lớp, lớp ngoài là lớp cửa kính và bên trong là sắt sơn tĩnh điện, rất là an toàn. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led đều đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Xin mọi người sang phía căn phòng thứ hai nào. Căn phòng này cũng được trang bị một cái cửa sổ mở ra phía bên ngoài rất là thoáng. Xin mời mọi người nhìn ngắm nhà vệ sinh nhé. Đây ạ, nhà vệ sinh của căn nhà và của cái tầng 2 này đây rất là rộng, được thiết kế đầy đủ sen vòi, thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo, đầy đủ tiện nghi cho một hộ gia đình sử dụng. Đấy, mọi người có thể quan sát luôn, được trên cái này được ốp đá, ốp gạch 30-60 màu trắng rất là nhã nhặn, làm sáng cái căn phòng vệ sinh này lên. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái căn nhà này cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thiết kế tương tự như tầng 2 thôi ạ. Đó, mọi người có thể quan sát luôn, rất là thoáng. Vị trí của cái căn nhà này thì là nằm ở Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, rất là gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, cách trường Đại học Đại Nam và trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại chỉ 1 km thôi nha mọi người. Cách ngã ba Ba La là 1,5 km, rất là gần chợ, đường, phường, trạm, đầy đủ xung quanh, đầy đủ tiện ích, tiện nghi sinh hoạt. Trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều rất là gần vị trí nhà này.
Và giá thì rất là hợp lý, giá chỉ là 1 tỷ 650 triệu thôi ạ. Em đang đi lên phía tầng 4 của căn nhà này. Phía tầng 4 của căn nhà này được thiết kế là một sân phơi và một phòng thờ mọi người ạ. Đây là phía phòng thờ đây. Phía phòng thờ của căn nhà đây. Và mời mọi người hướng ra phía sân phơi nhé. Phía sân phơi rất là rộng rãi đúng không ạ? Vị trí của căn nhà này thì là ở huyền kỳ, ngõ trước nhà là 2m, cách đường ô tô đi lại thì khoảng tầm 100m thôi. Giá thì rất là hợp lý. Được thiết kế là xây dựng là 4 tầng. Em xin nhắc lại nhé. Diện tích căn nhà này là 33m, được thiết kế là 4 tầng. Thiết kế là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Rất là hợp lý và tiện nghi cho một hộ gia đình sử dụng. Giá chào bán chỉ 1 tỷ 650 triệu đồng thôi. Và hướng nhà là hướng Bắc. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh giúp em để có thể nhận thêm được nhiều thông tin bất động sản tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.